Hôm nay ngày 15 tây tháng 10. 15 tháng 10 năm 2020. Cái mướp này nhà tôi trồng nhà trên sân thượng á. Trên sân thượng à. Mướp. Có hoa được hái nhiều rồi, có hoa cuối vụ rồi. Có qua vụ nó trái nhỏ xíu à. Nay có qua được 3 tháng rưỡi rồi. Trồng một tay tháng 7. Gieo tháng 7, tháng 8, tháng 9. Nay 15 tháng 10, 3 tháng rưỡi rồi, có qua 3 tháng rưỡi. Hái được 23 kg rồi. Trên 100 trái. Mướp nó hái được 6 trái rồi. Nay còn mấy trái mướp đây. Hôm nay ngày 15 tây tháng 10, 15 tháng 10. 15 tháng 10 2020. Có qua. Qua cuối vụ mướp cũng hái được 6 trái rồi, bây giờ mấy trái này cũng bán cho trên 12-13 trái vậy. Bữa nay trời mưa bão, cho nên mướp á, mướp theo mấy cơn mưa, mấy cơn áp thấp nhiệt đới á, nó rễ mọc xuống, rễ mọc trên vàng luôn á các bạn. Rễ này nè, nó mấy cái rễ này nè, rễ nè, nó cái cọng rễ nó, xuống dài chứ, nó dài dữ không, rễ nè, rễ nè, đây cọng rễ đây nè, đây cọng này xuống nè, mình quay xuống nè, nó cọng rễ cái mướp á, nách nó mọc ra, nó bạn. Rễ đây, cọng rễ nè, nó cọng rễ nó mướp, năm nay trồng có thấy cọng rễ mong từ hình dạng một cái nách ra nó trái mướp các bạn, trái mướp qua mướp chào.